Anh coi sổ sách xong rồi, anh thấy mình có hưởng được cái gì không? Đừng có nóng vội. Đây chỉ là thời gian thử thách của ổng với thằng Đức Tiến, mình sao có thể giở trò gì được. Cứ từ từ đi. Khi nào mà ổng thực sự tin tưởng, giao hết cái quyền ghi chép cho nó chừng đó mình mới ra tay được chứ. Dạ thưa cô. Nấu ăn kiểu gì mà cả nhà nuốt không vô? Để thừa mứa như vậy đó hả? Dạ thưa cô quản gia, tại vì hồi sớm này á, ông bà chủ bữa nay mà dám cãi tay đôi với tôi hả? Dạ xin cô quản gia thương tình, tôi hứa lần sau tôi sẽ thận trọng hơn cho cô vừa lòng. Nè. Dạ. Bà thừa biết là dù bà có cố gắng tới đâu thì cũng không thể làm vừa lòng tôi được mà, đúng không? Dạ. Dạ thưa cô, cô cứ nói đi, bây giờ tôi phải làm gì cô mới vừa lòng? Tôi sẽ ráng tôi làm mà cô, tôi xin cô. Đi ra khỏi nhà này, má con bà phải rời khỏi đây. Tôi sẽ cho một ít tiền làm vốn. Dạ. Đi đi. Tôi lại cô, xin cô làm phước thương tình. Má con tôi không có chỗ nào để đi hết đó. Dạ tôi xin cô làm cái phước gì? Dạ. Má con bà giỏi lắm mà, siêng năng chăm chỉ lắm mà, thiếu gì nơi mướn, sợ gì mà đói rách chứ. Dạ cô ơi, cái mặt tôi xấu xí ghê gớm như vậy không ai dám nhận hết đâu cô ơi. Tôi lại cô làm ơn làm phước đi giùm tôi đi cô. Tao nói cho mày biết, nếu như mày cứ ương bướng cứ ở lại cái nhà này thì không những mày mà còn con gái của mày chắc chắn sẽ gặp tai họa. Tới chừng đó đừng trách tại sao tao độc ác, nghe chưa? Tao nói được là tao sẽ làm được. Không thể đưa con rời khỏi nơi này được, khó khăn lắm con mới được ở bên cạnh người thân của con, khó khăn lắm má mới được ở bên cạnh con trai của má. Bây giờ tuổi cực như thế nào má cũng chịu đựng được hết. Một ngày nào đó má sẽ trả con về nơi thuộc về con. Nhưng từ bây giờ tới ngày đó, chắc chắn má con mình sẽ gặp nhiều khó khăn lắm. Nhưng không sao đâu, chỉ cần má còn sống trên đời, má sẽ bảo vệ con gái của má. Con cứ yên tâm học hành, nha con. Cậu Bích, cậu muốn kiếm chuyện gì nữa đây? Tôi có chuyện muốn nói với Ngọc Bích. Có chuyện gì cậu nói đi. Tôi không muốn nói ở đây, Ngọc Bích đi theo tôi đi. Tôi không có đi đâu hết á, có chuyện gì thì cậu nói đại ở đây đi. Đã nói là tôi không muốn nói ở đây mà. Xin lỗi cậu tránh đường cho tôi. Nè, đi với tôi đi, tôi sẽ làm Ngọc Bích bất ngờ. Tôi bất ngờ về cậu quá đủ rồi. Tin tôi một lần đi mà không được sao? Tin cậu hả? Cậu còn mặt mũi nào mà biểu tôi tin cậu nữa? Cậu hứa với tôi là không kiếm chuyện gây sự với tôi nữa mà, vậy mà xé hết sách vở của tôi, còn biểu tôi tin cậu hả? Tôi không phải là tôi mà. Tôi... Tránh đường cho tôi đi. Ngọc Bích. Nè. Buông ra. Tôi không buông. Tôi quyết định rồi, hôm nay tôi không nói rõ với cô mọi chuyện, tôi không cho cô đi đâu hết á. Cậu tưởng tôi thua cậu hả? Khác rồi,
Cứu tôi! Cứu! Cứu! Cậu Vũ! Cậu Vũ! Cứu! Ngọc thở chết rồi nè. Mừng quá, cậu tỉnh rồi. Cậu, cô làm tôi hết hồn mà. Tôi xin lỗi nha. Tôi không ngờ là cậu không biết bơi. Ừ, tại tôi kiếm chuyện với cô trước là lỗi của tôi. Rồi giờ cậu có sao không? Tôi không sao. Thiệt không? Mình tức giận nên lỡ tay xô cậu ta xuống sông, chứ mình đâu có cố ý. Hú hồn, may mà cậu ta không có bị gì. Tôi sắp ngập thở chết rồi nè. Mực quá, cậu tỉnh rồi. Cậu làm tôi hết hồn mà. Tôi xin lỗi nha, tôi không ngờ là cậu không có biết bơi. Ủa, sao chưa ngủ con? À, dạ con ngủ liền. Con
Cảm ơn mày, mày giỏi lắm. Hôm nay tao sẽ nhờ mày làm cầu nối để giải tỏa những hiềm khích giữa tao với cổ. Mày nhớ nha, khi mà mày gặp cổ, mày phải nói thiệt là lớn, thiệt là rõ. Mày nhớ không? Giỏi lắm. Từ từ thôi, cẩn thận nha, cẩn thận nha. Qua cầu nè, qua cầu nè. Rồi, đừng bước. Đừng hết. Đúng rồi. Tới chưa vậy anh? Chưa, sắp tới rồi. Rồi, đứng yên nha. Rồi. Tôi gỡ khăn ra được chưa? Ê, khoan, khoan, khoan. À, tôi đố cô biết, cái này là cái gì? À, đoán đi. Cô biết là cái gì không? Không, cái gì vậy anh? Đó, cô rờ thử coi, đây là cái gì? À, thôi, vậy Ngọc Bích gỡ khăn ra đi. À, tôi tháo khăn ra nha. Ừ. Rồi, bây giờ nhìn coi cái gì đây. Cái này. Ờ, cái này là tôi làm cho Ngọc Bích á. Lúc nào Ngọc Bích rảnh á, ra đây học bài. Ngồi ở chỗ này gió thổi mát lắm á. Anh làm cho tôi hả? Ừ. Cảm ơn anh nhiều nha. Tôi ngồi nghe. Ừ, Ngọc Bích ngồi thử đi. Thích quá. Ngồi chắc nha, tôi để thử đó. Mát không, mát không? Mát. Ngọc Bích xinh đẹp. Ngọc Bích xinh đẹp. Đồ ngu. Đồ ngu. Đồ ngu. Mày uổng công tao. Con người đó không xứng đáng. Đồ hèn hả? Sao mình phải tức giận khi thấy cô ta vui đùa với người con trai khác chứ? Mình sao vậy? Mình bị làm sao vậy? Đúng rồi, là mình ghét thằng Tâm. Mình không ưa nó. Mình không muốn thấy nó vui cười với bất kỳ ai hết. Ngọc Bích xinh đẹp. Ngọc Bích xinh đẹp. Mình đến đi. Nhưng mà tại sao mình lại tốn công làm bao nhiêu chuyện như cô ta? Tại sao? Tại sao vậy? Không lẽ... Không, không đâu. Tao biết rồi. Tại vì tao thấy có lỗi với cổ, cho nên tao muốn bù đắp cho cổ thôi. Mày hiểu không? Mày có hiểu không? Cái gì? Ngọc Quýnh nói sao? Thì xém nữa là tôi thành tội nhân thiên cổ rồi. Cũng may á là cậu chủ không có bị làm sao. Có ai dè người ngang tàn phá phách như cậu là không biết bơi. Cậu chủ không biết bơi hả? Thì đó, tôi cũng bất ngờ. Bởi vậy á, tôi mới đẩy cậu chủ xuống ao, xém chết luôn á. Ngọc Bích đã bị cậu chủ gạt rồi. Gạt hả? Ừ, cậu chủ không những biết bơi mà cậu chủ còn bơi rất là giỏi nữa kìa. Ở cái làng này á, cậu chủ là bơi giỏi nhất đó. Vậy là Ngọc Bích bị cậu chủ lừa rồi. Tôi nói thiệt á, ai cũng biết hết trơn á. Anh lại đi Sài Gòn hả? Anh có biết là hai tháng nay anh đi Sài Gòn bao nhiêu lần rồi không? Trời ơi, cho anh đi chơi chứ bắt anh ở không ngồi nhà làm cái giống gì. Lúc trước á, anh nói hễ mà anh lãnh ruộng đất về là anh không còn thời gian để đi đâu. Vậy mà từ ngày anh lãnh ruộng tới bây giờ á, là anh đi Sài Gòn còn nhiều hơn lúc trước. Bộ anh không có tính lo ruộng rẫy gì hết hả? Có cái gì hơi đâu mà lo. Anh giao cho mấy thằng ta điền coi sóc hết rồi. Tụi nó có kinh nghiệm chứ anh có biết cái khỉ gì đâu. Anh đó, làm cái gì cũng phải vừa vừa phải phải.
lường công tụi nó quá. Coi chừng có ngày tụi nó tức nước dở bờ, rồi tụi nó kéo tới mét với ông Lâm là cho chùm cả đám đó. Đủ cha tụi nó dám. Thằng nào ba đầu sáu tay dám tố anh. Suốt ngày anh cặp kè ăn nhậu dông hương quảng. Ông xã trưởng, anh đủ thằng nào mà dám. Nè, đừng để cho em biết anh có con nào trên Sài Gòn đó. Ê, có mỗi mình con này là đủ mệt rồi. Có con nào khác sao chịu nổi. Thôi, thích gì, anh lên Sài Gòn anh mua về cho. Son phấn hay là nước hoa. Mười mấy năm qua, em phải đóng vai một bà gì. Lúc nào cũng yêu thương cháu mình, lúc nào cũng phải bảo vệ cho cháu mình. Son phấn nước hoa vô ích. Coi bộ quá nha, cái vở kịch này còn lâu mới hạ màn. Tội nghiệp cho em. Mình ráng chút nữa đi em, sẽ có ngày mình được như ý thôi. Chỉ cần anh luôn ở bên cạnh em, anh đừng có bỏ rơi em, là em sẽ đủ sức kiên trì tới phút chót. Anh biết rồi, mười mấy năm qua không phải lúc nào anh cũng bên cạnh em hay sao? Đúng không? Em đi Sài Gòn với anh nha. Được, có em đi cùng anh vui nữa là khác à. Nè hai chị, dừng tay nghe tôi dặn nè. Dạ, thưa bà chủ. Hai vợ chồng tôi với Ngọc Thủy về quê mấy hôm. Dạ. Với lại dì Trang với cậu Được không có nhà, cho nên hai chị dòm ngó trong ngoài giùm tôi nha. Dạ, bà chủ cứ yên tâm. Ờ, với lại Đức Tiến không có đi chung, hai chị lo cơm nước cho nó, nhớ nhắc nó ăn đúng bữa nghe. Dạ. Dạ, tôi đi à nghe. Dạ. Đợi người một dòng đổ ra biên cả con trôi nước trôi thật qua bạc gần. Chứ mình bị điên rồi á, sao lúc nào cũng nghĩ tới nó hoài vậy? Nó chỉ là con ở đợi thôi mà. Ở đời thì sao? Chẳng qua nó không may sinh ra trong một gia đình nghèo khó, con may mắn hơn nó nhiều. Nhưng nếu con không biết trân trọng những gì mà mình đang có, bà không chắc tương lai của con, vị trí con với nó ai cao hơn. Ta biết bơi, bơi giỏi đi. Ta gạt mình, cậu ta không hề bất tỉnh. Vậy là lúc đó, đồ lưu manh, đồ hèn hả? Mình sẽ tìm cách nào đó để cho cậu ta một bài học nhớ đời. Nhất định, mình phải tìm cách. Con răng.
vậy đi phải đi rồi. Em không chịu đâu. Tối nay hả? Anh phải ngủ lại đây với em á. Vậy vậy, để lần sau đi. Lần này có bà cô già đi chung với anh rồi. Thôi để lần sau. Mặc kệ bà ta chứ, em không có chịu đâu. Em không có chịu để anh đi đâu hết đó. Nè, đi được chưa? Em nể mặt anh lắm á. Tại vì hả, em không có muốn anh bị bà già kia làm tội làm tình. Em mới chịu để cho anh đi đó nha. Anh làm gì vậy? Em đã làm đúng như là anh dặn rồi mà. Anh coi coi có dính son hay là mùi nước hoa của em không? Nè, trời, anh ngửi coi. Thôi, cẩn thận vẫn hơn mà. Coi bộ á, anh sợ bà già đó dữ rồi nha. Sợ gì mà sợ? Anh mà sợ à? Chẳng qua nó là cái mỏ vàng mà anh là người chờ tới ngày khai thác. Dạ gì để công sức bao nhiêu năm qua bị mất trắng hả em? Vàng bạc á, hay là kim cương gì á, em cũng đều thích hết. Anh nhớ á, là khai thác mỏ vàng. Rồi anh đừng có quên em á nha. Anh biết rồi. Anh đi nghe. Thầy ơi, cậu chủ tôi có sao không thầy? Cũng thật may, trong thời gian mà chờ qua tới, cậu chủ được sơ cứu kịp thời, nên giờ không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Hòa cũng có lời khen cho người nào đã kịp thời cứu nguy cho cậu chủ. Là chị đó. Dạ. Chị vừa nghe cậu chủ bị rắn cắn là chị nhào vô, chị nặng rồi hút máu độc phun ra ngoài. Xong á, chị còn kêu tôi ra giường hai trái đu đủ non á, rồi lấy mũ đắp cho thương nữa đó. Chị thật nhanh nhẹn và có hiểu biết. Nếu mà không làm như vậy á, thì khi qua tới đây cậu chủ chỉ còn là cái xác. Dạ đội ơn thầy. Tại có thời gian á, má con tôi làm giúp việc cho thầy Lan đó thầy. Mà thầy Lan cũng biết là má con tôi đi mần mướn ở ngoài ruộng ngoài đồng, rồi lội sông lội suối nữa. Cái thầy mới dạy cho một số bài để phòng thân vậy đó. Dạ. Dạ. Giờ tôi ra ngoài ghi toa, chị ra ngoài tiệm á, hút vài thang thuốc rồi về sắc cho cậu chủ uống. Dạ. Giờ mọi người yên tâm đi, cậu chủ thoát qua được nạn tử rồi. Bây giờ có ngủ mê man thì mọi người cũng đừng có sợ. Dạ đội ơn thầy. Dạ, ừ. Dạ thầy về. Dạ thầy. Cảm ơn. Cậu chủ ơi, tôi xin lỗi. Tôi thật lòng xin lỗi cậu. Cậu tỉnh lại đi. Mau tỉnh lại mà mắng chửi tôi nè. Tỉnh lại mà kiếm chuyện gây sự với tôi đi. Tôi cho cậu nuốt lại hứa đó. Tỉnh lại mà gây sự với tôi đi cậu. Con cầu xin trời Phật, thánh thần phù hộ độ trì cho cậu chủ của con mau tỉnh lại. Con xin tịch nguyện sóc in đi, năm mười năm gì cũng được hết.
Chỉ cần cậu chủ con ma tỉnh lại. Cậu chủ con mà có bề nào, ông bà chủ của con không sống nổi đâu. Con cầu xin trời Phật thánh thần. Thôi Đà, Bích, má, thầy Lan đã nói cậu chủ không có sao hết á, con đừng có lo lắng quá. Con không sao, sao cậu chủ cứ nằm mê man hoài với má? Thầy đã dặn rồi mà, không có sao hết á. Nè, con yên tâm xuống dưới ngủ một giấc đi, để má canh chừng cậu chủ cho. Vì cứu con mà cậu chủ mới ra như vậy, con không đi được đâu má. Con ngồi đây cũng đâu có giúp gì được đâu. Má lớn tuổi rồi, má ngủ ít lắm, để má canh chừng cậu chủ cho. Con đang tuổi ăn tuổi ngủ, đi xuống dưới ngủ một giấc. Dậy đi, không chừng con ngủ một giấc thức dậy là cậu chủ cũng tỉnh luôn rồi đó. Nhưng mà... Nghe lời má. Cậu chủ mà tỉnh lại, má kêu con liền, nghe. Dạ, vậy có gì má nhớ kêu con liền nha. Má biết rồi, đi xuống dưới ngủ đi. Đi đi mà. Cậu chủ ơi, cậu chủ ơi, con trai của má cho má được ôm con một chút thôi. Má được ôm con, cho má được ôm con trai của má một chút thôi. Má thấy mình có tội khi má biết ơn tai nạn này. Nhờ có tai nạn này mà má mới tới được gần con, được cầm bàn tay của con, được ôm con vào lòng, được chăm sóc con. Tha lỗi cho má nha con. Đức Tiến à, 16 năm qua, không giây phút nào má không nhớ tới con. Ngủ thì thôi, nhất là má lại nghĩ đến con. Không biết giờ này con thức dậy chưa? Ngày hôm nay con có vui không? Có được mọi người yêu thương con không? Rồi đây, mà có khi ngay cả trong giấc ngủ, má cũng chiêm bao thấy con. Có khi con rất vui mừng khi má con mình gặp nhau, cũng có lúc con không nhìn nhận má. Đức Tiến à, cho dù con có nhìn nhận má hay không, nhất định sẽ đến một ngày má sẽ nói cho con biết. Má sẽ trả lại chỗ này cho Ngọc Bích, rồi sẽ đưa con đi. Con sẽ đi theo má phải không con?
Con sẽ đi theo má phải không? Luật trời nhân quá ngại. Vì tôi học từ cô, không phải cô cũng chỉ nhìn thấy rồi áp đặt người khác mặc kệ người ta nói cái gì hả? Tôi đúng là có lỗi với cậu nhiều quá. Trong đầu tôi đã viết cho cậu là người xấu. Cho nên mọi việc cậu làm, tôi luôn nghĩ theo chiều hướng xấu. Mãi mà lúc đó, tôi nhìn thấy con trăng. Nếu không, tôi tưởng cậu giở trò để lừa tôi. Tôi bỏ mặc cậu nằm đó, thì giờ này tôi có chết cũng không đền hết tội. Cậu chủ ơi, cô cứ lại nhảy bên lỗ tai tôi suốt. Dù hồn tôi có xuống tới 18 tầng địa ngục cũng bị cô lôi ngược trở về. Cậu tỉnh lại rồi hả? Cô cảm ơn trời Phật. Muốn khóc thì khóc đi. Tôi không chết chắc làm cô thất vọng lắm hả? Yên tâm đi, tôi không có dễ chết như vậy đâu. Tôi sống dài lắm. Để tôi ra ngoài cho má với chị Tám tôi hay, để họ mừng nha. Nè, đợi tôi vậy. Dạ. Cái chuyện đó đó, con có ngỏ lời với cô gái mà con thương chưa? Dạ chưa. Trời, con chưa. Con trai gì mà nhút nhát quá vậy con? Con thương người ta thì con phải nói chứ, ai ở đó mà đợi con hoài. Con không nói á, lỡ người ta nhận lời cái đám khác rồi thì sao? Hay con cho má biết cô gái đó là con của nhà ai, rồi má nhờ người ta lựa lời đánh tiếng giùm con. Thôi không cần đâu má. Để nay mai rồi con nói người ta biết. Con sẽ nói liền mà, con đi nha má. Cái thằng thiệt tình. Mọi người lại đây nghe tôi dặn nè. Nghe cho kỹ. Tôi bị rắn cắn là do tôi xui, không có liên quan gì tới Ngọc Bích hết. Nhưng mà... Cô không nghe lời cậu chủ nói hả? Tôi nói rồi đó nghe. Ai mà nói khác là không yên với tôi đâu nghe. Dạ. Dạ cậu chủ. Ê, con bộ mày cũng cao số đó. Mấy ai bị rắn cắn tới mê man mà tỉnh bơ sống nhăn răng như mày. Đúng rồi. Tao cũng thấy nhiều người bị rắn cắn chết. Mà bữa đó tao cũng tưởng tao chết chắc rồi chứ. Ủa, Mày sao vậy? Mày còn mệt hay gì? Ê, có khi nào là má của tao cứu tao không? Ủa, không phải ba má mày bị công việc hết rồi sao? Không phải, ý tao nói là má ruột của tao á. Mày nói gì vậy thằng quỷ? Không phải má mày chết từ hồi tám quánh rồi sao? Làm sao mà cứu mày được? Hay là mày đừng có nói tao là do mày bị nọc rắn làm cái đầu mày tưng tửng rồi nha. Tửng? Mày tửng? Mày thà vậy đi, tao còn thấy mày tỉnh táo, bình thường. Mày còn khỏe mạnh, tin tưởng được. Ê, nhưng mà sao? Nói nghe coi. Tự nhiên sao nói tới người má đã chết của mày, còn cứu mạng mày nữa là sao? Trong cái lúc tao mê man á, tao nghe có tiếng khóc.
tiếng của một người đàn bà nào đó kêu tao bằng con, còn xưng má với tao nữa. Bà nói bà nhớ tao lắm, bà ôm tao, bà vuốt đầu tao nữa. Chắc là trong lúc mày cận kề cái chết, mày nhớ má mày nên mày tưởng tượng bậy bạ thôi, có gì đâu. Không có đúng đâu. Má tao chết từ hồi tao mới lọt lòng. Tao đâu có biết má tao ra làm sao. Mà không, dì hai của tao giống như là má của tao vậy đó. Tới chừng này tuổi tao chưa từng nhớ má tao luôn. Nói ra thì sợ người ta nói tao bất hiếu, chứ thực sự là vậy. Từ hồi nhỏ tới lớn, dì hai tao lúc nào cũng ở bên cạnh tao, che chở, chiều chuộng tao. Tao đâu có gì tủi thân đâu mà phải nhớ má tao. Ê mày, có khi nào hồn ma của má mày không chừng á? Không phải tao nhát mày đâu nha, chứ má tao nói á, là những cái người nào mà chết á, mà còn dấn dương trần gian á, không có đi đầu thai được, giống như mấy người chết quan á, hay là chết do sanh đẻ để con lại ở trần gian giống má của mày á, không có yên tâm nên là người ta đâu có đi đầu thai được đâu. Vậy sao bao nhiêu năm qua tao không chiêm bao thấy má tao? Ừ thì chắc bình thường mày khỏe mạnh, khí dương trong người mày đang mạnh nè, thì người cõi âm làm sao dám tới gần mày được. Còn lần này hả, mày tới gần cửa tử nên má mày mới tới thăm mày đó. Tao cũng không biết làm sao nữa, nhưng mà rõ ràng tao nghe được những điều đó. Tao cảm nhận được người đó rất là thương tao, rất là nhớ tao. Nhưng mà nè, mày có thấy được mặt người đó không? Có giống cái hình thờ của má mày không? Nhắc tới cái này tao mới thấy lạ nè. Gương mặt mà tao nhìn thấy á, là... Là ai mày nói đi? Là ai sao mày ấp úng hoài vậy? Là bà xấu xí ở đợ nhà tao nè. Cái gì? Là bà đó hả? Ừ. Chắc tại bà xấu xí quá, đặc biệt quá cho nên tao mới bị ám ảnh đó. Cũng có lý à. Ê, tao nói nè. Gì? Bây giờ tao không biết là cái người đó có phải là má mày cứu mày hay không, nhưng mà tao thấy mày cũng nên thắp nhang cho má mày đi. Bởi vì cái mạng của mày, má cho mày đó, má cứu mày đó. Dạ thưa bà, con là Ngọc Bích, con tới đây để xin tạ tội với bà hai. Vì con, mà xem chút nữa cậu chủ bỏ mạng á, bà tha lỗi cho con nha bà. Nè, cô tới đây làm gì vậy? Tôi hái bông sen chân cho bà chủ. À, thì ra cô tới đây là để mua chuộc má tôi. Cô cũng giỏi thiệt đó, lấy lòng người sống, bây giờ mua chuộc luôn cả người chết. Hèn gì ba má chị hai tôi coi trọng cô còn hơn tôi. Cậu muốn nói sao cũng được hết á. Cậu không tới thì thôi, tới rồi á cũng nên chào hỏi má cậu một tiếng đi. Từ ngày khôn lớn, nó không chịu tới mộ thắp nhang cho má hai vào ngày giỗ Tết nữa. Chắc là má hai buồn lắm. Để coi những gì cô ta nói có thật lòng không em. Ê, nói thiệt tôi nghe đi. Lấy lòng người mẹ quá cố của tôi, cô được cái gì? Cậu chủ, đừng có tốn công chọc tức tôi, vô ích lắm. Cho dù cậu có nói gì làm gì thì tôi không có tức giận cậu đâu. Được người sống lẫn người chết thương yêu, bộ không tốt sao? Cô xin nên học hành để làm chi? Khi mà cô không hề dự thi, không có bằng cấp, cô lại còn là con gái nữa, sau này cô cũng đâu có đi làm được. Tôi thấy thay vì tự đày đọa bản thân cho việc học hành của cô, tôi nghĩ
cô nên vui vẻ theo thùa may giá với chị hai của tôi đi, sẽ tốt hơn cho cô. Được đi học là hạnh phúc lớn nhất trong đời tôi. Cậu không biết đâu, tôi chưa bao giờ coi nó là việc khó nhọc. Tôi cũng không mơ ước nhờ vào sự học đó để sau này thoát khỏi kiếp ở đợ. Nhưng má tôi dạy, con người ta cần phải học, càng học nhiều càng sống tốt. Đơn giản vậy thôi. Má cô cũng ngộ thiệt á. Cậu không biết đâu, hồi trước lúc còn ở với tía tôi á, cũng vì chuyện cho tôi đi học mà ngày nào má tôi cũng bị tía tôi đánh đập. Cậu biết không, vậy mà má tôi nhất định không cho phép tôi nghỉ học. Má nói nếu có học thì tôi sẽ không cam chịu giống như đời của má. Má cô nói cũng đúng. Cậu chủ, ông bà chủ cũng vì muốn tốt cho cậu mới ép buộc cậu học hành. Muốn tốt cho tôi hả? Cậu không biết đâu, chẳng qua bà má ghẻ của tôi biết tôi không thích học nên mới dùng cách đó để mà hành hạ tôi, vừa lấy được tiếng thơm cho bản thân mình. Tôi chẳng cần phải học lên cao, ra đường thiên hạ gặp tôi ai cũng phải kính nể tôi, ai cũng phải cúi đầu chào tôi. Cậu lầm rồi. Họ cúi đầu chào cậu là vì sợ, chứ không phải họ kính nể cậu đâu. Chỉ có người đạo đức tài giỏi mới khiến thiên hạ kính nể mà thôi. Tôi nói cậu đừng có tự ái nha, chứ thiệt ra cậu đã làm được gì để thiên hạ kính nể đâu. Tiền của gia sản đều do ông chủ tạo ra, chứ cậu có làm được gì mà người ta kính nể. Tuy là tôi tới ở nhà cậu chưa lâu, nhưng mà tôi biết ông bà chủ, chị Ngọc Thủy, những người đó thương yêu cậu thật lòng. Ai cũng muốn tốt cho cậu hết á. Cô thì biết cái gì? Nếu tôi học giỏi á, họ sẽ đẩy tôi qua bên Tây. Trong thời gian tôi ở bên đó, chị hai tôi sẽ lấy hết gia tài này. Tôi đâu có ngu mà tin vào mấy người đạo đức giả. Má của cô muốn tốt cho cô nên ép cô học là chuyện đúng. Còn tôi cần gì phải học lên cao nữa. Học nhiều chỉ đi làm thuê cho thiên hạ thôi. Tôi là chủ, nhà tôi giàu, thiếu gì tiền. Tôi lại là người thừa kế duy nhất của ba tôi. Tôi cần cái gì phải học? Tôi lại nghĩ khác. Tiền bạc là vật ngoài thân, nay còn mai mất. Ai mà biết trước được chuyện thời thế tương lai? Chỉ có những điều đã học được thì nếu ta còn sống, còn tỉnh trí thì nó còn nằm mãi trong đầu, không mất đi đâu được. Cậu không thích đọc sách, nhưng chắc cậu cũng có nghe hát tuồng mà phải không? Có ông vua nào mà ngồi mãi trên ngai vàng đâu. Có khi hôm nay còn làm vua, ngồi trên ngôi cao chính bệ, mai bị cướp ngôi, đã trở thành kẻ bôn tẩu, đói khát đầu đường xó chợ. Gia sản nhà cậu tuy lớn, nhưng mà có câu ngồi không mà ăn thì núi cũng không còn. Hơn nữa, làm chủ mà thiếu hiểu biết thì trước tiên sẽ bị người làm khinh, sau đó thì bị họ qua mặt. Như vậy thì cậu cũng thấy đó, làm chủ mà không có tính toán giỏi á, thì công việc làm ăn làm sao mà thành công được. Cậu thấy ông chủ đó nắm trong tay bao nhiêu gia sản mà vẫn phải ngày đêm lo tính toán sổ sách, phải lo dắt óc để mà nghĩ cách phát triển sự nghiệp. Còn việc ông bà với chị Ngọc Thủy có thiệt lòng thương cậu hay không á, có thể là khi nhìn bằng mắt thường thì không phân định được. Nhưng mà
Nếu như cậu chịu khó nhìn bằng trái tim, tôi nghĩ cậu sẽ rất dễ dàng nhận biết chính xác. Nhìn bằng trái tim hả? Ừ. Ngon không bà? Ngon, ngon. Ngon á, chị Mai con mang qua cho bà ăn nữa nghe. Nhìn bằng trái tim sao? Còn việc ông bà với chị Ngọc Thủy có thiệt lòng thương cậu hay không á, có thể khi nhìn bằng mắt thường thì không phân định được. Nhưng nếu cậu chịu khó nhìn bằng trái tim á, tôi nghĩ cậu sẽ rất dễ dàng nhận biết được chính xác. Thảo à, Đức Tiến, con của chúng ta đã 10 tuổi rồi, đã khôn lớn nhiều rồi. Em yên tâm nha, cho dù em còn hay mất, Đức Tiến vẫn là con của chúng ta. Con à, con ráng mau khỏe nha con. Rồi rồi, má biết rồi. Con đừng khóc nữa, để má băng bó lại cho con nghe. Con đau rồi, rồi. Quá má ơi. Má biết rồi, má biết rồi. Để má băng bó lại cho con nghe. Con đau quá à. Mà con chơi sao không cẩn thận gì hết vậy? Cái này ba về ba biết là ba la con đó. Rồi rồi, không sao, không sao, không sao. Đừng lo, có má đây mà. Được rồi, không sao. Nghe má nói nè, lần sau chơi phải cẩn thận nha không? Rồi, thôi được rồi. Không sao hết á. Thôi mà, đừng khóc nữa mà. Má thương, đừng khóc nữa nghe con. Đó, chả đó. Liêu. Em làm hư đồ chơi của chị rồi nè. Hư đồ chơi của chị rồi, em đền cho chị đi. Không. Không thích đền. Có chuyện gì vậy con? Má, em tiến phá hư đồ chơi của con rồi. Thôi, con ngoan nha. Con đừng khóc, con là chị mà. Con phải nhường nhịn cho em chứ. Em nó thích gì thì con phải chiều em. Với lại má thấy con còn nhiều đồ chơi khác mà. Tiến à, còn con nữa Tiến, con đừng chọc phá chị nữa nghe. Thôi mà, đừng giận nữa con, nhường cho nó nha. Tiến à, con nhìn đi, ruộng đất quanh nhà mình cò bay thẳng cánh. Nếu như sau này con học hành tốt thì nó sẽ thuộc về con. Dạ. Qua bên kia. Con coi, sen mùa này nở đẹp chưa? Dạ, đẹp lắm ba. Con trai ngoan của ba, ráng học hành cho giỏi nha con. Dạ. Ê, nè, Tiến, có chuyện té con. Con phải cẩn thận, cái hồ này sâu lắm. Con coi chừng té xuống đó. Dạ. Con ngoan, nè, con có biết không, ở xa xa đằng kia kìa, có nhiều con cá lớn lắm. Dạ ba, con thích mấy con cá to lắm á. Mấy con cá lớn nó đẻ ra nhiều con lắm ba ha. Bà dạy cho con nhớ, để lần sau con không phạm lỗi nữa.
đừng mình ơi, bà... em xin mình đừng có đánh con nữa mà. Tại sao bà cản tôi? Phải để cho tôi dạy con mình chứ. À, vì em là má nó, còn dạy cái mang mà. Ngày nay thằng Tiến nó hư như vậy là do em dạy nó không đúng. Mình ơi, em xin mình đó, em xin mình tha cho con. Tiến à, con có đau không con? Tiến à, con đừng giận ba con nghe. Vì quá thương con, vì ba con đặt quá nhiều hy vọng vào con, nên khi thấy con phạm sai lầm, ba con mới tức giận như vậy đó. Con phải ráng lo học hành nha con. Sau này con là người kế thừa cơ nghiệp. Ngay từ bây giờ, con phải học, thì con mới đủ sức gánh vác sự nghiệp sau này nha con. Má, má à, con nấu nước nóng cho má tắm nha. Thôi má tắm rồi, khỏi nấu. Ờ con, cậu chủ thì khỏe rồi phải không? Dạ. Nhưng con phải nhớ nhắc cậu á, uống thuốc phải cho đúng cử, uống cho nó trục hết chất độc trong người ra, chứ đừng có ỷ y bỏ kệ như vậy là không được. Con biết rồi má. Ờ Ngọc Bích à. Dạ. Má cũng muốn gặp cậu để nói lời cảm ơn, mà má sợ cậu không muốn nhìn thấy mặt má, nên con chuyển lời cảm ơn của má tới cậu giùm má nha. Con sẽ nói với cậu mà, má yên tâm. Ờ hồi chiều con đi đâu vậy? Má kiếm hoài không thấy luôn á. Con ra mộ bà thắp nhang, xong á con tới quét dọn nhà cửa giúp bà nhà bên kia xong á. Tại con thấy bà già đơn độc một mình thấy tội nghiệp quá, nên là vài ba bữa con tranh thủ qua nhà bà giúp bà dọn dẹp nhà cửa. Ủa bà nào mà ở một mình? Mấy người ở đây nè, ai cũng kêu bà là bà mụ hết á. Bà mụ hả? Dạ. Con nghe hồi xưa bà làm mụ mát tai lắm, nổi tiếng cái vùng luôn. Nhưng mấy năm nay trí óc của bà bị bệnh, người thì lẩn thẩn, lại không có con cháu gì. À má nè, mấy lần đầu gặp con á, bà sợ ghê lắm, cứ nói là bà chủ, rồi nói là bà không biết gì hết, lỗi không phải tại bà. Bà nói là xin con tha lỗi cho bà, con phải dỗ dành dữ lắm á, bây giờ bà mới chịu cho con tới gần á. Bích, má muốn từ nay con đừng bao giờ tới lui nhà bà mụ nữa, cũng không gặp bà ấy nữa, nghe nghe. Sao kỳ vậy má? Không phải trước giờ má luôn dạy con á là phải biết thương yêu những người già cả, những người gặp hoạn nạn nữa. Con giúp bà mụ là sai sao má? Không, con không sai. Nhưng mà Bích à, bây giờ hoàn cảnh của mình khác rồi. Mặc dù ông bà thương tình, không để con làm việc nhà nhiều, nhưng mà không vì vậy mà con có thể đi chỗ này chỗ kia. Dù gì mình cũng là ở đợ trong nhà người ta, ăn hộp cơm của người ta, thì giờ của mình là phải làm công chuyện nhà cho người ta, hiểu không? Vậy thì con sẽ xin phép ông bà. Ông bà rồi. Chủ tốt bụng lắm, chắc chắn họ sẽ gật đầu liền. Nè nè, con đừng có quên bà quản gia. Bà ấy lúc nào cũng để mắt soi mói má con mình, bà ấy cũng không muốn người trong nhà giúp đỡ người ngoài đâu. Nếu bà quản gia phật ý
Má con mình khó sống yên ở đây lắm á. Con nghe lời má, từ nay không tới lui nhà bà mụ nữa, nghe. Hứa với má. Dạ. Tội nghiệp con tôi quá. Con gặp nạn lớn như vậy mà má lại không có bên cạnh để chăm sóc cho con. Con đâu có sao đâu má. Nè, có thiệt là con không sao không? Ừ. Vậy là tốt rồi. Lát nữa dì kêu tụi nhỏ làm mâm cơm cúng tạ trời đất nghe dì. Dạ. Nè Tiến, trong người em thấy có gì bất thường không? Dạ không. Hay là để ba đưa em lên doctor ở trên Sài Gòn kiểm tra lại cho chắc nghe em. Đúng rồi đó con. Em đã nói là không bị gì đâu mà, nó rất tội chi chị hai. Nhưng mà chị cũng còn lo quá. Mình cũng nên khám coi bên trong có còn độc gì không chứ em. Em không có bị gì hết á, em thấy bình thường à. Cảm ơn con trai. Sao ba lại cảm ơn con? Vì gặp nạn lớn mà con vẫn còn ở bên cạnh ba. Rốt cuộc thì vết thương của con như thế nào, đưa cho dì coi coi. Con không có sao đâu dì, chị đừng lo. Con không sao hết. Cũng may là chị Lụ chỉ biết cách sơ cứu, chứ không thôi hả là thằng Tiến khó lòng mà qua khỏi. Chị nói làm sao? Là bà già mặt quỷ đó cứu Đức Tiến hả? Kìa, dì Trang. Tôi xin lỗi, tôi lỡ lời. Để tôi xuống bếp dặn mấy đứa nhỏ nấu mâm cơm cho chị cúng nha. Ừ, tôi cũng xuống dưới để đốc thuốc mấy người dưới đó. Thôi, em nghỉ đi cho khỏe. Chúc mừng con tai qua nạn khỏi nghe. Dạ. Vậy em ngồi đây nghỉ nha, chị xuống phụ má một chút. Tiến à, qua đây uống với ba ly trà đi con. Dạ. Chết rồi. Gì vậy con? Tới giờ con đi học rồi ba ơi. Con đi học nha. Mình không biết Ngọc Bích có chuyện gì không mà sao lâu dữ vậy. Anh Tâm. Ngọc Bích. Anh Tâm nói có chuyện quan trọng muốn nói với tôi. Chuyện đó là chuyện gì vậy? Tôi anh cứ nói đi, sao cứ ngập ngừng hoài vậy? Tôi muốn nói là má. Tôi má đi đâu vậy? Bà chủ hết dầu dừa sức tóc rồi. Bà kêu má đi chọt mấy trái dừa khô đặng thắng dầu cho bà. Má để con làm cho. Má đưa đây con. Lại không nói được nữa rồi. Dì ơi, thôi để con làm cho dì ơi. Ngoài giữa ngoài sau á. Dạ. Dạ, con mời ông bà với lại cô cậu ăn tráng miệng. Mình ăn đi mình. Tuần sau cậu Quy về nước, anh Thông có đánh dây thép mời vợ chồng mình với hai con lên trển dự tiệc mừng với gia đình. Mình tới dự tiệc nhà anh Thông á. Sau đó sẵn dịp mình đưa hai con lên Sài Thành chơi cho nó biết. Lâu rồi Đức Tiến nó không có đi đâu hết á. Mình nói cũng phải. Hôm bữa gặp anh Cai Tuần, anh nói tôi sao ít thấy vợ chồng con cái đi chơi với nhau. Nhà có nhiều bạc mà không mua một chiếc xe hơi để đi đây đi đó. Lâu lâu chở vợ con đi du hí cho vui. Mình ơi, mình ở chốn quê mùa, đường xá nó không có tiện. Trời nắng còn được, tới mùa mưa lầy lội, mua xe hơi sao đặng. Với lại nhà mình có đi đâu đâu xa, phải không? Gần á thì mình đi xe ngựa xe kéo được rồi. Em đâu phải kiểu người thấy người ta mua cái gì thì mình phải mua cho bằng được cái đó.
Mình nói thiệt trúng ý tôi à. Đức Tiến à, có chăng vài ba năm nữa Đức Tiến lớn thêm một chút, đường xá được mở mang, ba sẽ mua cho con. Ba không tiếc bất cứ thứ gì với con hết. Dạ, con thấy cũng không cần thiết đâu ba. Ờ, thì đó là chuyện tương lai. Trước mắt á, tuần sau ba sẽ đưa hai chị em con lên Sài Gòn chơi mấy bữa. Thiệt hả ba? Để em cất vô tủ cho chị. Em thôi, không cần đâu. Em cứ để đó đi. Đây là mấy bộ đồ chị mới may hồi năm ngoái. Có bộ chị cũng chưa mặc lần nào hết, mà bây giờ nó đã hơi chật rồi. Chị tặng lại cho em đó. Tặng cho em? Ừ. Trời ơi, em làm sao mà dám bận mấy cái quần áo mắc tiền này chị? Có làm sao đâu. Từ nay em cứ mặc những đồ này đi. Mai mốt chị đi lấy chồng rồi, tủ đồ này sẽ để lại hơn phân nửa cho em đó. Em cảm ơn chị nhiều lắm. Nhưng mà em không dám đâu chị ơi. Con ba, chị đã cho rồi thì con cứ nhận đi. Ba ngồi đi ba. Ba, con mà không nhận á, tức là con đã phụ tấm lòng của chị con đó. Ừ. Ba thấy chưa, má chị cũng đã lên tiếng như vậy rồi mà em còn không chịu nhận nữa hay sao? Nhận đi con. Nhận đi. Con cảm ơn bà. Con cảm ơn cô hai. Vậy có phải vui không? Từ nay á, những cái bộ đồ mà con đang mặc nè, con phải cất đi. Mặc đồ của chị. Nhưng mà con sợ. Ta biết con đang lo lắng điều gì, nhưng không việc gì con phải sợ. Ai muốn nói sao thì kệ họ đi. Nghe con, ta đã nói chúng ta rất có duyên với con. Bởi vậy làm điều gì được cho con, chúng ta nhất định sẽ làm. Con cảm ơn bà. Cảm ơn cô hai. Các con làm bài đi. Một chút nữa thầy sẽ coi lại nha. Dạ. Con bị đau bụng á thầy, thầy cho phép con ra ngoài một chút được không thầy? Ừ, con đi đi. Dạ, con cảm ơn thầy. Ơi, không phải con trốn học đâu. Con ta biết
Nhưng tại sao con lại tạo điều kiện cho Đức Tiến sao chép bài làm của con? Con muốn ta vui lòng bằng cách đó sao? Ta thật không tin con có thể làm chuyện gian dối như vậy. Ông ơi, xin ông đừng hiểu lầm. Con làm vậy không phải gian dối ông đâu. Con chỉ là muốn cậu học tốt hơn thôi. Ta không hiểu. Con biết cậu chủ rất sáng dạ, nhưng chỉ vì lười biếng cho nên là mới học hành lẹt đẹt như vậy. Cậu lại rất là sĩ diện nữa. Ông, con đã nghĩ ra cách để khích tướng cậu ấy rồi. Ông tin con nha. Được, ta tin con. Dì nhận con không ra luôn Ngọc Bích. Trời ơi con đẹp quá à. Sang nữa. Bộ đồ này chắc bộn bạc hả con? Đồ này của cô Ngọc Thủy bận giật cho con. Đâu con đâu, say con quay vòng coi thử. Dạ. Đó, đẹp trời quá ơi, à. Coi kìa. Loạn hết rồi. Cái con dạ này. Thưa cô. Mày tưởng mày là ai hả? Mày tưởng mày mặc bộ đồ này vô là mày trở thành cô chủ hả? Dạ không có thưa cô quản gia. Tao nói cho mày biết, cái thứ đĩa đeo chân hạt có ngày bị người ta bôi vô cho tan xác. Đừng có bày đặt mà trèo cao, nghe chưa? Cậu Bích. Cô. Nè. Đó, con coi nó đi. Con coi cái thứ dịch mà bày đặt mặc áo thiên nga kìa, thấy không? Đó, riết rồi trong cái nhà này á, nó đảo lộn hết trơn à. Không còn biết ai là chủ, ai là tớ nữa rồi. Dì đã nói với con bao nhiêu lần rồi. Từ ngày mà má con nó bước chân vô trong cái nhà này là chắc chắn má con nó có ý đồ. Dạ, cô ơi, cô làm ơn coi lại giùm. Chứ má con tôi người ăn kẻ ở mà, đâu dám có ý đồ gì đâu cô. Không có ý đồ gì hết hả? Chứ không phải má con bà cho ông bà chủ với lại cô hai uống thuốc lú hết rồi sao? Dạ không có. Em, cô Đức Tiến, con nói đi, dì nói như vậy có đúng không? Dạ. Con mau ra lệnh cho nó ngay lập tức cởi bỏ cái bộ đồ này ra, rồi mặc cái bộ đồ cho đúng cái thân phận của nó coi. Chị quần áo không có quan trọng đâu vậy. Con có chuyện quan trọng hơn để cô làm. Đẹp quá ha. Cô á, đi theo tôi ra kia. Hả? Trời ơi. Trời đất ơi, Đức Tiến. Trời ơi là trời. Người ta nói đúng là không sai. Người đẹp nhờ lụa. Con dịch bầu xấu xí như cô á, mặc bộ đồ của chị tôi vô coi cũng được. Xin lỗi cậu, tại bà với cô hai ép tôi bận. Chứ tôi hứa lát tôi thay ra liền. Thôi, cô mặc đi, thay là làm gì. Cô mặc bộ đồ cũ rích hôi hám của cô á là tôi không dám lại gần cô luôn á. Cậu biểu tôi lên đây có chuyện gì? Thầy cho người tới báo là hôm nay thầy không được khỏe trong người, cho nên thầy cho nghỉ hôm nay. Thầy trả bài nè.
Thầy chấm bài xong rồi đó. Coi đi. Cô sai mấy câu? Tôi 4 câu lận. Đáng lẽ tôi làm đúng rồi, tại không chắc nên tôi sửa lại. Ờ. Còn cậu? Tôi sai có 1 câu à. Chắc do tôi sơ ý thôi. Bài tập thầy cho trong đó đó, làm tiếp đi, rồi thầy chấm điểm. Mấy bài này chắc tôi không làm được rồi. Sao vậy? Bình thường cô thông minh lắm mà. Cái thứ học lỏm như tôi thì giỏi nổi gì. À, hay là cậu chủ dạy tôi nghe. Tôi dạy hả? Ừ. Làm ơn đi. Làm ơn đi mà. Ừ, được. Ừ. Nhưng mà để sáng mai đi. Giờ tôi bận rồi. Sáng mai cũng được. Cảm ơn cậu nha. Ờ. Nam. Hả? Ủa, Tiến. Kiếm mày gần chết luôn. Mày kiếm tao hả? Sao mày biết tao ở đây? Ai chỉ mày vậy? Tao đi qua nhà mày. Em mày nói mày xách ná đi đâu á. Tao nghe thế nào mày cũng ra đây bắn chim mà. Tao chạy đi kiếm, muốn đã gặp trò của tao luôn à. Nhưng mà sao mày kiếm tao làm chi? Bộ có trò gì mới nữa hay sao? Không. Chứ sao? Tao kiếm mày nhờ mày giải giùm tao mấy bài tập này. Tao có ấm đầu đâu ta. Mày làm gì vậy? Tao ấm đầu hồi nào mày? Chứ sao? Mày nghĩ coi sao tự nhiên mày sốt sắng mấy chuyện bài dở quá vậy? Làm tao cứ tưởng... Không có gì là tự nhiên hết. Cái gì cũng có lý do của nó. Mà lý do là cái gì thì mày không cần biết đâu. Chuyện của mày bây giờ á là giúp tao giải mấy bài tập này thôi. Giúp tao đi. Ờ... Cái bài này hả? Ờ... Ê... Xí quề. Là gì? Tao với mày dốt như nhau. Sao mày hỏi tao rồi tao chỉ mày sao được? Nhưng mà biết đâu bữa đó thầy giảng bài mày có nghe mà có nhớ thì sao? Mày nhớ lại coi, lần nào mày cúp học mày không đuổi tao theo, đúng không? Thôi cứ nghĩ giúp tao đi. Dù sao hai thằng dốt gộp lại cũng đỡ hơn 1 thằng. Ờ, à, có lý. Thôi dạy em tao đi. Để coi. Bài này đúng không? Nè, bài này nè. Chỉ cần cậu chịu cố gắng là sẽ vượt qua được hết. Ông nhìn gì vậy? Ở đây có 2 người. Qua nhìn em chứ không lẽ nhìn Hà Bá. Đây, qua đỡ cho. Không cần. Nè, bớt. Làm gì vậy? Coi kìa, ở lại đây. Nói chuyện với qua chút còn sao đâu. Ông
không bỏ tay tôi ra. Nè, qua có chuyện hệ trọng cần nói cho biết. Nói gì á thì vô nhà mà nói. Không có được. Chuyện này Hoàng muốn nói riêng với một mình em. Nè, Hoàng muốn nhắc nhở má con em cẩn thận mà đề phòng. Bà quản gia đang tìm mọi cách tống cổ má con em ra khỏi cái nhà này. Sao nói cho tôi biết? Không phải ông với bà quản gia là... Phải, Hoàng với nó là anh em. Nhưng mà cái tánh nết của nó Hoàng không có ưa. Nó là một đứa độc ác, thâm hiểm. Nè, Hoa nói cho em nghe, tại vì Hoa thương em. Hoa thương cái tánh hiền lành, đầm thắm của em. Em đừng có sợ, Hoa sẽ che chở cho em, ha, bảo vệ má con em, chỉ cần em. Tôi rất là cảm ơn vì ông đã nhắc nhở. Tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để bà quản gia vừa lòng, được chưa? Xin phép ông. À, nè, con Bích, đừng có tưởng cố gắng là được. Để rồi coi, có ngày mày cũng phải lại lục giang sinh tao. Giờ này cô còn đang làm bài tập hả? Cậu hứa là sáng nay cậu chỉ, mà không thấy cậu đâu hết á. Tôi phải ráng làm chứ làm sao. Rồi làm xong chưa? Chưa. Khó quá. Cậu làm sao? Chắc là cũng không làm được chứ gì. Cô đừng có coi thường tôi. Tôi sáng dạ lắm mà nghe. Mấy bài toán dễ ẹt này tôi ngoáy tay một cái là xong liền. Ăn thua là tôi có muốn làm hay không thôi. Trời ơi, tưởng gì. Nói như cậu hả? Ai mà nói không được. Cậu có sáng dạ hay không á? Chỉ nói ai mà tin. Vậy tôi phải làm sao cô mới tin? Giải hết mấy bài toán này đi. Cậu mà giải đúng hết á, không những tin mà tôi còn bái phục cậu nữa. Nói thiệt không? Thiệt. Được. Đây. Cái bài toán này yêu cầu như vậy nè. Mày từ đâu tới vậy? Ai dạy cho mày mấy câu nịnh bợ này vậy? Hả? Mày giỏi quá. Con chim mày đúng là ngu ngốc. Toàn nói mấy điều ngược ngạo. Con sáng này của cậu hả? Ừ. Sao cậu lại cho? Tôi xin lỗi. Đây là nhà của cậu mà. Cậu muốn để chỗ nào thì để. Chứ đâu phải để ở đây là cậu cho tôi. Ờ, tôi đâu có cho cô đâu.
tôi xin lỗi vì đã đụng vô đồ của cậu. Ngọc Minh xinh đẹp, Ngọc Minh xinh đẹp. Con chim sáo này tôi không có cho cô. Tôi chỉ muốn nó thay thế cho con chim sáo đã chết của cô thôi. Cô tin cũng được, không tin cũng được. Con chim sáo của cô chết không có liên quan gì tới tôi hết. Ai mới là người bóp chết con chim sáo của tôi? Tôi cũng thắc mắc lắm. Tôi cũng muốn tìm ra người đó. Tôi không cần cô phải tin tôi đâu. Cho con chim sáo ăn trước đã, chắc nó đói rồi đó. Sao vậy? Cô sợ hả? Mình đi đâu nãy giờ vậy? Em đi uống nước. Em làm mình thức giấc sao? Em xin lỗi mình nha. Không đâu. Mình có biết em vừa nhìn thấy gì không? Mình thấy gì? Em thấy Đức Tiến nó ngủ gục trên bàn học đó. Đi ngang phòng nó thấy đèn còn sáng. Em thấy tội nghiệp lắm, nó ngủ gục trên bàn học đó. Em định kêu nó dậy để về giường ngủ cho tử tế, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì em không kêu. Mấy năm qua vợ chồng mình có ép mấy thì thằng Đức Tiến nó cũng học qua loa cho có thôi. Đời nào nó chịu miệt mài thâu đêm học hành như vậy. Này, con mình nó vừa mới thay đổi. Nếu như mình quan tâm thái quá, có khi nó mắc cỡ đó. Mình cứ giả vờ như không biết đi, chờ tới khi nào có kết quả học tập của con, rồi lúc đó mình sẽ khen thưởng. Lúc đó nó sẽ tự tin hơn. Mình nói phải lắm. Nhưng mà mình đừng có lo. Em đắp mền cho con rồi. Với lại nó nằm với tư thế đó, nó ngủ không có được lâu đâu. Chút nữa nó cũng về giường nó ngủ thôi mà. Mình à,
thấy con như vậy em mừng lắm. Con biết cậu chủ rất là sáng dạ, nhưng chỉ vì lười biếng mới học hành lẹt đẹt như vậy. Cậu lại rất sĩ diện, con đã nghĩ ra cách để khích tướng cậu ấy. Xin ông hãy tin con. Con bé ấy đã làm được rồi sao? Mình vui lắm phải không? Thôi, ngủ đi mình. Cô theo gì vậy? Theo gì mà ngày nào cũng theo hết vậy? Cô Hai nói phải theo từng ngày thì nét theo mới sắc sảo. Tôi còn vụng về nên phải chuyên tâm hơn nữa. Thôi cô đừng có theo nữa, làm giúp tôi một chuyện này đi. Cậu muốn tôi làm gì? Nè, thầy nói tôi á, đọc xong rồi tóm tắt lại cho thầy nghe. Mà tôi đọc hồi tôi mỏi mắt quá à. Cô đọc cho tôi nghe đi. Ngồi xuống, đọc cho tôi nghe coi. Đọc cho tôi nghe đi. Trâu mỏi nhọc, trâu liền năn nỉ. Một mình trâu nghe nỗi gian nan. Lóng canh gà vừa mới gáy tan. Chủ đã gọi thằng chăn dội giả, dạy rằng đuổi trâu ra thảo giả, cho nó ăn ba miếng đỡ lòng. Chưa bao lâu thoát đã rạng đông, vừa đến buổi cày bừa bua diệt. Trước cổ đã mang hai cái niệt, sau đuôi thêm kéo một cái cày. Miệng đã dàm, mũi lại dòng dây, trên lưng ruồi bâu, dưới chân đĩa cắn. Trâu mệt đà thở dài thở vắng, người còn hầm hét mắng ngược mắng xuôi. Liệu vừa đứng bóng mới thôi, đói hòa mệt bước khôn dời bước. Đói hòa mệt bước khôn dời bước. Làm ra vẻ con nhà đứng đắn lắm, bây giờ lại cười nói ngã ngớn với thằng nhóc đó. Mày tưởng nó là cậu chủ nên mới lả lơi chứ gì. Được, để tao coi cậu chủ của mày còn tồn tại được bao lâu nữa. Con làm nãy giờ cũng mệt rồi, thôi con nghỉ ngơi đi, để đó dì với má con làm cho. Không sao đâu dì. Mệt rồi ha, lên nghỉ ngơi rồi ha. Chàng ơi, tôi nhớ là cô chủ với cậu chủ đi lên Sài Gòn chơi với ông bà rồi. Sao tự nhiên ở đây xuất hiện thêm cô chủ nữa vậy, chị Tám? Dạ, cô quản gia, tôi... Sao? Chị sống trong cái nhà này mười mấy hai chục năm rồi, chứ đâu phải ngày một ngày hai đâu. Sao chị không phân biệt được ai là chủ ai là tớ hả? Hay là tưởng được cô chủ bố thí cho mấy bộ đồ thừa thải nó khoác lên người, rồi chị cho là vị trí nó cũng khác, nên chị đu theo để nịnh bợ chứ gì? Tôi đâu nịnh bợ ai đâu. Thì tại bà chủ có dặn không giao việc nhà cho Ngọc Bích nên tôi... Trời đất ơi, nó lỡ đỡ không giao việc cho nó thì giao cho ai? Nè, chẳng qua là nó có cô chủ cậu chủ ở nhà, nó đi theo hầu cô với cậu. Bây giờ cô cậu đi lên Sài Gòn chơi với ông bà rồi, không giao việc cho nó, không lẽ bây giờ bứng nó lên trên bàn thờ rồi thờ nó trên đó hả? Dạ, tôi... Xin bà quản gia,
Bà đừng có trách dì Tám. Lỗi là ở con nè. Mày cũng biết lỗi của mày nữa hả? Đi theo tôi biểu công việc cho làm. Dạ. Nè, má con mày xây cho hết mấy cái dạ lúa này. Nghe cho kỹ nè, giả cho sạch, tém dẹp gọn gàng cho xong nội trong bữa sáng, nghe chưa? Xế qua mà còn chài bai ra đó thì biết tay tao. Cờ khổ. Đã quyết hôm nay phải bày tỏ nỗi lòng rồi mà lại không gặp được Ngọc Bích. Cái gì vậy? Sao anh nói với em là đi ra ruộng coi tụi nhỏ nó làm cỏ, sao về sớm vậy? Ôi, anh biểu cha Năm coi giùm rồi, đừng có lo, yên tâm đi. Quỷ, ban ngày ban mặt, coi chừng, có đứa nào thấy rồi bép xếp. Đủ cha tụi nó mà thấy, nó có biết, tụi nó cũng không dám bép xếp với ông bà chủ đi vô hí rồi, thì ở nhà mình cũng vô hí với nhau đi chứ. Thôi. Thôi gì mà thôi. Thôi mà, thôi. À. Nhột mà. Thôi mà đừng bà nhộn em. Không chịu nhộn được mà. Không thôi anh còn lét tôi nhộn lét chịu. Muốn không anh còn lét tôi vậy. Đừng mà. Thôi được rồi. Em ôm. Ôm đi được chưa? Chị Lụa, lại đây, hả? Lụa đây. Ngồi xuống. Chuyện gì vậy? Cô quản gia với ông cặp răng, hai người đã tằng tiểu với nhau đó. Chàng ơi, một... Trời ơi, họ nghe được là chết luôn đó. Ừ, chỉ có lộn không? Trời... Hai người đó là anh em xa mà. Chính tai tôi nghe, chứ có phải ai học đi học lại đâu mà nhầm lẫn. Mẹ hồi ơi. Nào tới giờ tôi cứ tưởng cô quản gia không muốn đàn ông. Sao khi không chị nghĩ vậy? Tại tôi nghe bà chủ nói trước giờ cũng có mấy đám tới dạng hỏi cô quản gia, nhưng mà cô nhất định không có chịu. Cổ với ông cặp rằng lén phén với nhau. Mà thiệt, vụ này tôi thấy cũng kỳ vậy nghe. Nếu họ là anh em xa, lấy nhau cũng chẳng việc gì. Sao họ không thưa với ông bà chủ rồi sống với nhau, có sao đâu. Hèn chi. Mà thôi, nghĩ không ra thì thôi, kệ họ đi. Chuyện người ta bỏ đi. Ờ. Nè, tôi dặn chị nha, đừng có kể chuyện này với ai nữa nghe. Rủi mà tới tay ông chủ là mệt lắm á. Ừ, cảm ơn chị đã nhắc nhở tôi nghe. Nhưng tôi biết mà, chị là người kín miệng nên tôi mới học cho chị nghe đó chứ. Ờ. Hôm nay á, sao mày làm biếng nói chuyện dữ vậy? À, hay là mày nhớ cậu chủ của mày? Tao cũng đang lo cho cậu chủ của mày đây. Mới xiên được vài bữa, đi chơi về, không biết có tiếp tục xiên nữa hay không đây. Làm gì đứng làm xàm nói chuyện mình vậy? Gì à? Có chuyện không vui hả? Con chạy tóc cho má nha.
Má à, thì con không hiểu sao á, bà quản gia là ghét má con mình tới vậy, kiếm chuyện với má con mình hoài à. Tại cổ không ưa khuôn mặt của má mà. Thì con biết là vậy, nhưng mà hồi trước á, con ráng chịu đựng vài 3 tháng, rồi con nghĩ là bà quản gia sẽ quen dần, không ghét bỏ mình nữa. Nhưng mà con nghĩ á, má con mình sẽ còn khổ dài dài á. Sao con nghĩ như vậy? Ông cặp rằng nói cho con biết á. Cái gì? Dạ, ông cặp rằng nói cho con biết là bà quản gia đang tìm mọi cách đuổi má con mình đi. Ông cặp rằng nói với con vậy hả? Ừ. Bộ con thân với ổng lắm hả? Không, thì ổng nói cho con nghe, chứ con đâu có thân. Ngọc Bích, nghe má nói nè, đừng bao giờ gần gũi thân cận với cô quản gia và ông cặp rằng, nghe chưa? Con biết mà. Má. Hả? Con thấy ông cặp rằng, ngoài cái tật hay ghẹo gái ra, ổng tốt hơn bà quản gia nhiều á. Có những người á, nhìn bề ngoài vậy thôi, chứ không biết bụng dạ người ta làm sao đâu. Không được quên lời má dặn, nghe chưa? Tránh xa hai người đó ra. Nếu buộc phải nói chuyện á, thì nói những gì cần nói thôi. Đừng có tiết lộ gì về thân phận thật của mình, nghe chưa? Nghe chưa? Dạ, con biết rồi, con luôn nhớ lời má dạy mà. Nè, chị đem cái vali của tôi vào phòng, rồi đem đồ ra giặt. Còn cái vali đó với cái vali kia của Ngọc Thủy với Đức Tiến, để tụi nó tự đem nha. Dạ. Dạ, nghe bà dặn không? Đem vali vô phòng cho bà, rồi soạn đồ ra giặt. Dạ. Coi cẩn thận ông hư hết đồ đạc trong đó đi. Anh chị đi chơi có vui không? Dạ, vui lắm. Uống nước đi mình. Con kiếm gì vậy? Gì? Chị có thấy Ngọc Bích không? Ờ, dì biểu nó đi đào khoai rồi. Con kiếm nó làm chi? Con kiếm để dẹp vào đi cho con. Để gì? Cái này của con hen. Vô rửa mặt nghỉ ngơi đi con. Dạ. Ui à, nặng quá. Đức Tiến nè, đi Sài Gòn về chắc có nhiều chuyện vui lắm ha. Nhưng mà thôi, con nghỉ ngơi đi, chiều khỏe rồi kể cho dì nghe chuyện trên Sài Gòn ha. Dạ. Dì kêu con nghỉ ngơi, con không nghỉ, con đi đâu vậy? Con đi loanh quanh cho nó thoáng, ở trong phòng ngợp quá. Cái thằng này thiệt tình à. Để coi, đi Sài Gòn rồi có biết mua quà gì cho dì không? Toàn là quần áo thôi. Ý, cũng biết mua quà cho dì nè. Cái thằng thiệt tình, làm như tôi là con nít vậy đó mà nó mua cây kẹp này. Rồi sao tôi gài? Mà thôi kệ, sao tôi cũng thích hết á.
Mà con kỳ lắm nghe. Mua quà mà ổng nói với tôi câu nào hết trơn á trời. Cũng không thèm tặng cho tôi. Không tặng cho tôi là tôi không thèm lấy đâu. Tôi để đó. Chừng nào mà cầm cái kẹp này nè tới trước mặt tôi rồi kêu là: "Dì ơi, con đi Sài Gòn con mua quà cho dì nè." Lúc đó tôi mới lấy à. Còn bây giờ tôi để yên ở trong này. Thôi anh Tâm để đây đi, lát nữa tôi mang vô được mà. Để tôi mang vô cho. Thôi cảm ơn anh nha. Vậy thôi tôi để đây cho Bích nha. Trả anh nè. Ngọc Bích ơi. Hả? Tôi thương Ngọc Bích. Anh nói anh thương tôi hả? Phải. Nhưng mà anh thương tôi từ hồi nào sao tôi không biết? Tôi có lẽ tôi thương Ngọc Bích từ lần gặp đầu tiên. Lần gặp đầu tiên? Ừ. Sau bữa đó tôi về, hình bóng của Bích cứ ở trong đầu tôi hoài à. Ngọc Bích, Ngọc Bích có dành chút tình cảm nào cho tôi không? Anh Tâm à, thật ra thì tôi rất là mến anh, tôi cũng quý anh nữa. Nhưng mà cái chuyện kia thì tôi không nghĩ tới. Anh Tâm, anh đừng có buồn giận tôi nghe. Từ hồi nào tới giờ tôi không có nghĩ tới chuyện trai gái, cho nên... Tôi có thể chờ Ngọc Bích được mà. Không, tôi không muốn anh chờ. Tôi còn nhiều chuyện phải bận tâm lắm. Tôi không biết khi nào mới nghĩ tới chuyện lấy chồng. Anh mà chờ tôi là tôi áy náy lắm. Người như anh chắc chắn sẽ gặp một cô gái tốt hơn tôi. Anh đừng giận tôi nghe. Ngọc Bích có làm gì sai đâu mà tôi giận. Tôi còn cảm ơn Bích nữa. Ngọc Bích cũng chịu lắng nghe những điều tôi thổ lộ là may mắn cho tôi lắm rồi. Vậy tụi mình mãi mãi là bạn tốt của nhau chứ? Mãi mãi là bạn tốt. Mãi mãi là như vậy nha Ngọc Bích. Ngọc Bích. Mà anh đừng giận tôi nghe. Tại hồi nào giờ tôi không nghĩ tới chuyện trai gái. Tôi sẽ chờ Ngọc Bích được mà. Thôi, tôi không muốn anh chờ. Tôi còn nhiều chuyện phải bận tâm lắm. Tôi không biết khi nào tôi mới nghĩ tới chuyện lấy chồng. Anh mà chờ tôi áy náy lắm. Người như anh chắc chắn sẽ gặp cô gái tốt hơn tôi. Anh đừng giận tôi nghe. Ngọc Bích có làm gì sai đâu mà tôi giận. Tôi còn cảm ơn Ngọc Bích nữa. Ngọc Bích cũng chịu lắng nghe những điều tôi thổ lộ là may mắn cho tôi lắm rồi. Vậy tụi mình mãi mãi là bạn tốt của nhau chứ? Mãi mãi là bạn tốt. Mãi mãi là như vậy nha Ngọc Bích. Ngọc Bích. Ủa, cậu chủ. Cậu chủ với hồi nào vậy? Công việc ở nhà thì đang đi. Không lo làm, ra đây hẹn hò với trai. Cậu chủ, cậu chủ đừng có nói quan. Mày em đi. Tao đang dạy người ở nhà tao. Ai cho mày xíu vô? Bà quản gia biểu tôi đi đào khoai. Tôi không có hẹn hò như cậu nghĩ đâu. Không hẹn hò mà nắm tay nhau hả? Cô tưởng tôi bị đuổi hả? Biết hôm nay tôi về không lo ở nhà dọn dẹp đồ đạc, còn trả ra ngoài đây thì bà quản gia sai biểu. Sao tôi cãi được? Lúc đó cậu còn chưa về nữa. Bây giờ tôi về rồi nè. Cô có ở nhà không? Ngọc Bích, tôi về. Cậu chủ, tôi về. Mày đứng lại đó. Một lần nữa tao nhắc lại, tao cấm mày đặt chân vô đất nhà tao, quyến rũ con ở nhà tao. Nếu để tao thấy lần nữa thì cả nhà mày lập tức cuốn gối khỏi làng này. Mày nhớ đó.
lo, và dở thì không lo. Lo đi hẹn hò với trai. Từ nay đừng có kêu tôi chỉ bài cho cô nữa. Làm gì vậy? Tại sao tôi nói cô đi hẹn hò với nó mà cô không phản ứng gì hết vậy? Lúc nãy tôi nói là tôi không hẹn hò, cậu không tin. Bây giờ tôi nói lại, tốn công vô ích của tôi. Muốn nghĩ sao nghĩ đi. Không hẹn hò, sao nó biết cô ở đây? Tôi đi đào khoai nè. Anh Tâm đi ruộng về, ghé ngang rồi đào giúp tôi. Chỉ vậy thôi. Hai người nói với nhau cả gì mà cả buổi. Rồi giờ có cần tôi đứng đây học lại từng câu từng chữ cho cậu nghe không? Thôi, tôi phải về rồi. Đứng đó. Gì? Thích thiệt á. Nghe chị kể thôi mà em tưởng tượng ở trên Sài Gòn đẹp ơi là đẹp. Còn cảnh ở bên Tây nữa, không biết mà chắc là đẹp dữ lắm hả chị? Để lát nữa chị vô lấy mấy tấm ảnh mà anh Huy chụp ở bên Tây á, với lại mấy tấm bùa thiếp mà có hình ở bên Tây để cho em coi nha. Đẹp lung lắm. Trời ơi, em thích quá à. Anh Huy nói sau đám cưới ảnh sẽ đưa chị qua bên Tây hưởng tuần trăng mật, chùa một tháng sẽ về. Trời ơi, chị sướng thiệt luôn á. Thôi mình thiêu tiếp đi em. Em thiêu cái cánh chim bên này màu vàng nha. Tiến. Chị, má kiếm chị ở trong nhà đó. Ủa, má kiếm chị làm chi vậy em? Sao em biết được, chị vô nhà hỏi má đi. Bích. Dạ. Chờ chị chút nha. Chị vô coi má chị biểu gì rồi chị ra liền ha. Dạ. Cậu sai biểu tôi làm gì hả? Có. Cậu biểu tôi làm gì? Nè. Cái này cậu biểu tôi làm gì? Đem quăng đi. Quăng bỏ? Ừ. Không biết ai làm rớt trong hành lý của tôi á, không ăn bỏ thì để làm gì? Để quăng đi. Chiếc kẹp đẹp vậy mà quăng bỏ thì uổng lắm. Hay là cậu cho tôi xin nghe? Được á, lấy đi. Cảm ơn cậu nha. Mà thấy cái này có gì đâu đẹp. Đẹp lắm á. Từ nhỏ tới lớn tôi chưa bao giờ được một chiếc kẹp đẹp như vậy. Tôi cảm ơn cậu nhiều nghe. Đẹp lắm hả? Hôm nào kẹp cho tôi coi nghe. Cậu hả? Cậu bị sao vậy? Hôm nào kẹp cho tôi coi nha. Đẹp quá. Vô đi. Dạ thưa bà, đồ của bà con giặt ủi ngay ngắn rồi đây. Để đó đi. Khoan. À.
Mày dám ăn cắp đồ của cậu chủ hả? Hả? Bà nói gì con không hiểu, con không có ăn cắp. Vậy chứ cái này là cái gì? Hả? Mày đừng có già hàm lẻo mép nghe chưa. Cái kẹp này rõ ràng là của cậu chủ. Mày không ăn cắp, không lẽ cậu chủ mua cho mày hả? Nè. Không hả mày? Thôi thôi, thôi mà. Em đó, cái gì cũng từ từ, chuyện đâu còn có đó. Cũng phải hỏi rõ ràng coi sao. Còn hỏi cái gì nữa mà hỏi? Rõ ràng là cái con quỷ này nên á. Ôi, nè, cô nói đi. Cái kẹp này là cô lấy cắp hay là cậu chủ mua cho cô? Con không có lấy cắp, mà cậu chủ cũng không có mua cho con. Cậu nói là cái kẹp này có ai làm rớt cái đồ của cậu, rồi cậu biểu con bỏ. Con thấy đẹp quá nên con xin. Mày... À, thì ra là vậy. Chỉ là hiểu lầm thôi. Thôi, được rồi, cô đi đi. Hả? Đi vô đây. Làm cái gì vậy? Thì, hả? Anh làm cái gì? Thì, để nó về, tội nghiệp. Tội nghiệp cái gì mà tội nghiệp hả? Giang đã coi. Nè, thôi, người ta đã nói là người ta không có lấy rồi, còn đi hỏi con nhỏ chi nữa. Tôi đi hỏi thằng Tiến cho ra lẽ chứ tôi không có làm cái gì nó hết. Thôi đi, rõ như ban ngày rồi còn đi hỏi gì nữa. Bực mình dễ sợ. Rõ là rõ làm sao anh nói cho em nghe coi. Thằng cháu yêu dấu của em đã động tình với con nhỏ đó rồi. Sao anh biết? Nè nè, nhìn đi, nhìn vô cặp mắt kinh nghiệm này đi. Khó mà có thể qua được nó lắm. Anh biết là nó mến con nhỏ đó rồi. Chẳng qua là nó sĩ diện, nó không dám nói tặng, mà làm bộ làm tịch, nói là làm ai làm rớt rồi diễn tuồng vậy thôi. Em đó, em liệu mà canh chừng nó đi. Thằng đó nó mà bị con nhỏ đó dắt mũi á, thì công sức em bỏ ra bao nhiêu năm coi như là mất hết. Mày đừng có già hàm lẻo mép nghe chưa. Cái kẹp này rõ ràng là của cậu chủ. Mày không ăn cắp, không lẽ cậu chủ mua cho mày? Cậu biểu tôi làm cái gì? Nè, cái này cậu biểu tôi làm cái gì? Đem quăng đi. Quăng bỏ? Không biết ai làm rớt trong hành lý của tôi á, không quăng bỏ chứ để làm gì. Đem quăng đi. Chiếc kẹp đẹp như vậy á mà quăng bỏ thì uổng lắm. Hay là cậu cho tôi xin nghe? Được á, lấy đi. Được á. Đúng rồi, nếu như mà muốn đem bỏ thì cần gì cậu đem ra nhà mát đưa cho mình. Còn thái độ của cậu nữa, lúc mà mình mở miệng xin cậu, cậu rất là vui. Không lẽ cậu muốn tặng cho mình thật sao? Buông ra, buông ra, buông ra, buông ra, buông ra. Con rắn, con chưa, con rắn. Tôi đói bụng. Nóng mình xin đẹp. Nóng mình xin đẹp. Con chim này đúng là ngu ngốc. Tao nói mấy điều ngược ngạo. Con sáng này của cậu hả? Đức Tiến, con nói đi. Dì nói như vậy có đúng hay không? Dạ. Con mau ra lệnh cho nó lập tức cởi bỏ cái bộ đồ này ra,
rồi mặc cái bộ đồ cho đúng cái thân phận của nó coi. Ờ, chuyện quần áo không quan trọng đâu gì. Còn có chuyện quan trọng hơn biểu của làm. Đẹp quá ha. Cô á, đi theo tôi ra kia. Trời ơi, Ngọc Bích. Ủa, cô chủ. Cô chủ với heo nào vậy? Công việc ở nhà thì đang đi đi. Không lo làm, ra đây hẹn hò với trai. Công việc thì không lo, bà vợ thì không lo, lo đi hẹn hò với trai. Từ nay đừng có kêu tôi chỉ bài cho cô nữa. Làm gì vậy? Tại sao tôi nói cô đi hẹn hò với nó mà cô không có phản ứng gì hết vậy? Lúc nãy tôi nói là tôi không hẹn hò thì cậu không tin. Giờ tôi nói lại, tốn công vô ích của tôi. Không nghĩ sao nghĩ đi. Không hẹn hò, sao nó biết cô ở đây? Tôi đi đào khoai nè. Anh Tâm đi ruộng về, ghé ngang rồi đào giúp tôi. Chỉ vậy thôi. Hai người nói với nhau cái gì mà cả buổi. Rồi giờ tôi có cần đứng đây học lại từng câu từng chữ cho cậu nghe không? Là ghen. Cậu ghen với anh Tâm. Làm sao được? Mình chỉ là con ở. Làm sao mà cậu ấy để mắt tới mình chứ? Bích ơi là Bích, mày điên rồi hả? Nghĩ tới chuyện diễn dòng đó. Làm ơn tỉnh lại đi. Đừng có thấy người ta tốt với mình một chút mà nghĩ ngợi nhiều quá. Tỉnh lại đi. Không nghĩ nữa. Phải biết mình là ai, biết chỗ của mình ở đâu. Anh Tâm à, thật ra thì tôi rất là mến anh, cũng quý anh nữa. Nhưng mà chuyện kia thì tôi chưa nghĩ tới. Má. Tâm à. Dạ. Mấy bữa nay có chuyện gì mà má thấy con cứ buồn buồn vậy con? Đâu có gì đâu má, con vẫn bình thường mà. Đừng có giấu má. Có chuyện gì thì con cứ nói cho má nghe. Cho dù má không có giúp gì được cho con thì ít ra con nói ra được, con cũng cảm thấy nhẹ lòng. Má, cô gái đó từ chối tình cảm của con rồi. Cổ từ chối là vì gia đình mình nghèo hay là sao vậy con? Dạ không, chỉ là cổ nói cổ chưa nghĩ tới chuyện đó. Sao con không cho cổ thêm thời gian để cổ suy nghĩ? Cổ không chịu má à. Cổ chỉ muốn làm bạn bè tốt với con thôi. Thôi con, con đừng có buồn nữa nghe. Chắc tại hai đứa không có duyên với nhau. Không làm vợ chồng thì làm bạn bè tốt cũng hay mà. Đừng có buồn nữa nghe con. Rồi con sẽ gặp được người có duyên nợ với con. Dạ. Nắm tay thôi, có gì đâu. Ngọc Bích đã nói cô không có hẹn hò. Nào giờ cô đâu có nói dối. Nhưng mà không hẹn hò sao lại phải nắm tay? Nói chuyện gì mà cần phải nắm tay mới nói được chứ? Thiệt là tức mà. Phải chi mình tới sớm một chút. Sớm một chút chắc là hai người không có cơ hội nắm tay nhau được. Ừ.
mà hai người đó nắm tay nhau thì đâu có liên quan tới mình. Con nhỏ đó chỉ là con ở trong nhà thôi mà, mất gì mình phải quan tâm tới nó. Nó là con ở nhà mình, nó không chuyên tâm làm việc, chạy ra ngoài hẹn hò tình tứ với trai. Mình là cậu chủ, mình quan tâm là đúng rồi. Nó gian dữ với trai, lỡ xảy ra chuyện gì thì nhà mình cũng bị lây tiếng xấu, mình ngăn cản cũng đúng mà. Đức Tiến. Dạ. Dì có chuyện cần nói với con nè. Ba con lại la rầy con chuyện gì nữa hả dì? Không, con nghe dì hỏi nè. Con có tình ý với con nhỏ đó đúng không? Con nhỏ đó là nhỏ nào dì? Con đừng có giả bộ, là con Ngọc Bích chứ con nào. Trời ơi, tưởng dì nói ai, ai về dì nói tới con nhỏ ở đợ đó. Dì, con là cậu chủ, là người thừa kế cái gia sản này. Con vậy mà con đi quan tâm tới con nhỏ ở đợ nữa hả? Dì coi thường con quá. Con nói thiệt lòng không? Bộ xứ này con gái chết hết rồi hay sao mà con phải quan tâm tới nó? Nhưng mà tại sao con đi Sài Gòn, con mua cho nó cây kẹp tóc? À, cái cây kẹp tóc đó đâu phải con mua đâu. Bữa đi chợ mua đồ rồi nó rớt vô, con kêu nó đem đi bỏ, cái nó xin con, không lẽ con hẹp hòi con không cho nó. Nhưng mà dì thấy thái độ của con bây giờ đối với nó cũng khác trước kia nhiều lắm. Như vậy là sao hả? Hả? Tại vì con muốn lấy lòng ba con. Con muốn trở thành người như ba con mong muốn, bao gồm cả việc phải đối xử tốt với nó. Những kẻ nghèo hèn thấp kém như nó, bây giờ con phải đối xử tốt để vừa lòng ba con thôi. Bộ dì không muốn vậy hả? Dì không cần biết. Nói tóm lại, dì muốn nhắc nhở con, tuyệt đối con không được có tình cảm với con nhỏ đó. Con đừng quên địa vị của mình. Con biết rồi. Từ hồi con biết nói tới bây giờ á, ngày nào dì cũng dạy con á, con là người thừa kế, con là cậu chủ, làm sao mà con quên được hả dì? Thôi dì đừng có hỏi con nữa, con đi đi. Nè nè nè, nhìn đi, nhìn vô cặp mắt kinh nghiệm này đi, khó mà có thể qua được nó lắm. Anh biết là nó mết con nhỏ đó rồi. Chẳng qua là nó sĩ diện, nó không dám nói thẳng, mà làm bộ làm tịch. Nó là ai làm rớt rồi nó diễn tuồng vậy thôi. Mà em đó, em liệu mà canh chừng nó đi. Thằng đó mà bị con nhỏ nó dắt mũi á, thì công sức em bỏ ra bao nhiêu năm nay coi như là mất hết. Con, má biết chuyện gì chưa? Chuyện gì? Tuần sau á, gia đình chồng tương lai của chị Ngọc Thủy qua chơi. Vậy hả? Dạ. Vậy thì tốt quá rồi. Con nghe nói á, chồng tương lai của chị á là doctor chuyên làm đẹp cho mọi người. À. Con ước gì á, con có thật là nhiều tiền để con nhờ ảnh làm lại gương mặt cho má. Để mỗi khi ra đường á, má có thể ngẩng cao đầu như trước. Con gái của má thật là hiếu thảo. Má cảm ơn con. Nhưng mà má quen rồi, má không sao đâu. Con đừng bận tâm nữa nha. Má. Mai này, khi không được sống gần con nữa, má sẽ nhớ con nhiều lắm. Má lại nghĩ tới chuyện gả con cho người ta nữa chứ gì. Con không chịu đâu. Con á sẽ ở cạnh má hoài hoài. Tôi già, tôi chết luôn. Bậy nè. Sao mà ở với má tới già tới chết được. Chỉ cần má con mình thương nhau, dù không ở gần cũng đâu có sao, đúng không con? Không biết là mấy tháng rồi tí có tìm kiếm má con mình không má ha? Sao tự nhiên con nhắc với ổng gì vậy?
Tự nhiên con nghĩ tới tía à. Con nghe lời má dặn nè, cho dù tía con có đi tìm mình đi, cho dù ông ấy có tình cờ nhìn thấy con, nếu con thấy thì con phải chạy cho thiệt lẹ, nghe không? Nhất định không để cho tía con biết mình sống ở đây, nhớ không? Thiệt bụng là má không nhớ tía chút nào sao? Không, con người bạc tình bạc nghĩa đó, má nhớ đi làm gì? Cứ coi như nợ nần kiếp trước của má với ổng, má trả dứt rồi. Từ nay đến cuối đời, má chỉ muốn được bình yên sống bên cạnh con của má thôi. Kết quả học tập tháng vừa rồi của con rất tốt. Thầy giáo nói cho bà biết, con đã nhanh chóng lấy lại gần hết những kiến thức bị mai một trước đây. Bà rất vui, rất tự hào về con Đức Tiến à. Dạ. Bà má ngày một lớn tuổi, chị hai con cũng sắp đi lấy chồng. Con phải ráng để đỡ đần cho ba má nha con. Dạ. Bà hy vọng tới ngày ba nhắm mắt được mỉm cười với má ruột của con để chín suối. Dạ. Chỉ là xích đu thôi mà, làm gì được mình chứ. Ê. Ừ? Cô đi đâu vậy? Thì bà quản gia biểu tôi đi cắt lá chuối để gói bánh đem biếu khách Sài Gòn. Để tôi làm vậy. Tôi đã nói để tôi làm cho mà. Để tôi làm. Không thôi bà quản gia biểu lười biếng rồi la tôi nữa. Mất gì bà quản gia la cô. Tôi thích thì tôi làm. Đưa đây. Ba má tôi đã dặn cô á là không cần làm việc nhà mà sao cứ làm hoài vậy? Bài dở. May thiêu xong rồi thì tôi phải làm việc chứ, ngồi không coi sao được. Xiên quá ha. Người nghèo như tôi á, nếu mà còn làm biếng thì lấy gì mà sống. Cậu may mắn á, được sinh ra làm con nhà giàu, nên cậu đâu có hiểu được những nỗi cơ cực mà người nghèo như tôi phải chịu. Sao không hiểu? Ở xung quanh đây người nghèo thiếu gì, ngày nào tôi cũng gặp. Nếu như đã hiểu á thì cậu phải biết trân trọng những gì mà cậu đang có. May mắn lắm á, cậu mới được sinh ra làm con nhà giàu. Mà điều may mắn lớn hơn nữa là được mọi người trong gia đình thương yêu quý mến. Cô làm như cô không được yêu thương vậy. Tôi thấy má cô thương cô quá trời. Còn ba má tôi nữa, chị hai tôi, mọi người xung quanh ai cũng thương cô hết. Cậu nói không sai, nhưng mà con có điều cậu chưa biết. Từ khi biết nhận thức tới giờ, tôi chưa một lần được tía tôi thương yêu như những người cha khác đối với con của mình. Vì chuyện học hành của tôi mà tía đánh má tôi tơi tả luôn. Nhiều lúc thấy ông bà lo cho cậu, tôi thấy tủi thân lắm. Chắc cô hận tía cô lắm không? Má tôi dạy á, không được oán hận ai hết. Tuy tía không thương tôi, nhưng mà tía có công tạo ra tôi, sao tôi dám oán hận tía chứ.
Đi, đi vô đây nhanh lên. Nè, cậu làm gì mà lôi tôi đi nhanh dữ vậy? Rồi cậu biểu tao làm chuyện gì? Cô ăn đi. Sáng nay cậu biểu cậu thèm. Bà quản gia sai má tôi nấu cho cậu, sao giờ cậu không ăn? Hay là má tôi nấu không vừa miệng cậu? Không phải, má cô nấu ngon lắm, nhưng mà tự nhiên tôi hết thèm rồi, tôi không muốn ăn nữa. Cô ăn giùm tôi đi. Vậy để tôi bưng vô nói cho bà quản gia biết. Ê, đừng, má công gì tôi đầy tôi nữa, lộn xộn lắm. Cô ăn giùm tôi đi cho êm chuyện. Ăn giùm tôi đi, tôi đang nỉ. Tôi xin thề với trời đất, tôi không có phun nước miếng vô đó, không có bỏ thứ gì dơ ở trong đó hết. Vậy được chưa? Cô không tin, toàn thứ cho cô coi. Thôi, được rồi, được rồi. Tôi tin rồi. Vậy ăn đi. Có phải cậu ấy đang kiếm cớ vì muốn cho mình ăn món này không? Sao cô không ăn đi? Ăn lẹ đi, vì tôi ra, vì tôi thấy gì tôi đầy đó. Ăn đi. Tôi ăn nghe. Ừ, ăn đi. Ngon không? Ừ, ngon. Nhiều thịt, nhiều tôm vậy, sao không ngon được? Ngon thì ăn hết luôn nghe. Ăn nhiều lên. Qua nói thiệt nghe, nhan sắc cỡ em mà đi ở đợi cho người ta thiệt là phí quá. Em mà tin tưởng Qua, Qua sẽ giúp cho em thay đổi cuộc đời. Tôi cảm ơn ông, nhưng tôi thấy cuộc sống của má con tôi hiện giờ rất là tốt, tôi không muốn thay đổi gì hết á. Bậy quá, em nghĩ như vậy là không có đúng. À, hay là em tưởng cậu chủ nhà này có thể nâng đỡ cho em? Qua nói cho em biết, cậu chủ nhà này coi em như là một trò chơi thôi, em đừng có ảo tưởng. Tôi không biết ông muốn ám chỉ điều gì, nhưng tôi không hề ảo tưởng, tôi cũng không dựa dẫm vào ai hết. Tôi chỉ muốn sống đàng hoàng bằng chính công sức của mình. Ngọc Bết, Qua đối với em đằng sau, chẳng lẽ em không biết? Nè, bây giờ chỉ cần là em dựa vào Qua, em muốn cái gì là được cái đó. Ngọc Bết, nói chuyện với Quang xíu đi, nó giúp nó thôi mà. Ông muốn tôi ra làm gì vậy? Ôi trời ơi, con quỷ kia, đây là anh tao nha mày. Mày dở cái trò gì vậy nè, hả? Nè, em làm gì vậy? Vô ra trong coi. Đi, Ngọc Bết, vô trong đi. Nè, con quỷ mà buông ra, anh làm cái gì vậy hả? Dám lén phén với con nhỏ đó trước mặt tôi hả? Anh quá lắm rồi nghe. Nè, cái tật hồ đồ hấp tấp, từ từ thôi. Dạ đâu rồi mà còn không chịu thay đổi? Anh nói vậy là sao hả? Em thấy rõ ràng anh còn chối nữa hả? Anh còn nói em hồ đồ là sao? Thấy cái gì nữa nghe coi. Em thấy anh nắm tay nắm chân nói đây nè. Nắm hồi nào mà nắm? Anh đang giúp em đó, không biết cơ thì thôi còn mà đặt kiếm chuyện nữa. Anh chọc ghẹo nó ở đây mà anh nói là giúp tôi là sao? Trời ơi, anh đang nói cho nó nghe là thằng Đức Tiến có ý đồ xấu. Nếu nó muốn tốt thì mau mau dọn đồ rời khỏi cái nhà này. Anh nói hết lời rồi, nó không chịu nghe. Nó định bỏ đi thì em phải níu tay nắm nó lại chứ sao. Em đó, nghe lung tung bậy bạ không à. Em đó, có ngày bể chuyện hết thì đừng trách trời trách đất.
tụi bay. Trời ơi, lẹ lẹ lên, khách người ta tới rồi đó. Dạ, dạ cô. Nè, 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 dạ. Nè, mình là dân ruộng, chém to kho mặn quen rồi. Chứ người Sài Gòn người ta không có ăn như vậy. Nêm nếm á cho vừa miệng một chút. Nêm rồi mặn chát, mặn lòi người ta ăn không được đi à. Dạ. Rồi nhanh nhanh lên. Cái con này, tao kêu mày á đi đãi một ít đậu à, mà mày đi tới giờ này mày mới về. Mày làm ơn nhanh tay nhanh chân lên rồi đem nước lên trên kia chăm trà cho người ta. Dạ. Nè, một chút nữa bài thức ăn á thì cũng làm ơn bài cho đẹp mắt nghe không? Dạ. Rồi lẹ tay lẹ chân lên. Má à, có giả đậu xanh không vậy? Ờ. Con lên chăm trà cho khách nha. Ờ, con lên nhà trên đi. Bữa nhà chồng tương lai của chị xuống chơi, em thấy mọi người ai cũng sang trọng mà vui vẻ hiền lành nữa. Chị về làm dâu nhà đó chắc là ông bà yên bụng lắm. Gia đình anh Huy có học thức, lại sống từ nhỏ trên Sài Gòn, ba mẹ ảnh giao thiệp với người nước ngoài nhiều, cho nên tánh tình phóng khoáng dễ chịu lắm. Tuy là vậy nhưng chị biết ba má lo cho chị nhiều lắm em à. Trong mắt của ba má, chị vẫn là một đứa con gái vụng về non nớt. Chị nói đúng rồi đó. Giống như má em, lúc nào cũng vậy, lo cho em lúc nào cũng nghĩ em là con nít không à. Thì ba má nào cũng vậy mà. Ủa Tiến, em ra ngoài này học bài á hả? Đúng rồi, chị đi chỗ khác chơi đi, để yên tĩnh cho tôi học bài. Em nói chuyện chơi với chị một chút rồi học bài được không em? Mắc cười thiệt chứ. Lúc tôi không chịu học á thì ba má với chị ép tôi học cho bằng được. Giờ tôi chịu học á thì kêu tôi ngồi đó chơi. Cuối cùng là muốn làm sao? Ý chị không phải như vậy. Thấy em chịu học chị mừng còn không hết nữa mà. Chị đi vô trong đi cho tôi học. À, trời rồi, chị vô liền. Em ở lại học nha, chị đi vô nhà. Ngọc Bích, cậu kêu tôi. Cô ở lại dò bài cho tôi. Ờ, em ở lại dò bài giúp Đức Tiến nha. Dạ. Chị đi vô ha. Nè, đọc cho tôi nghe đi. Vậy sao lúc nãy cậu nói là muốn học bài? Đây là tiểu thuyết mà, chứ có phải bài dở gì đâu. Tôi thích sao thì tôi nói vậy. Đọc tiểu thuyết cũng có ích cho việc học của tôi mà. Đành là vậy, nhưng mà chị Ngọc Thủy rất là muốn nói chuyện với cậu. Nhưng mà tôi không muốn nói chuyện với chị. Kêu cô đọc thì đọc đi, nói nhiều quá. Làm sao để biết Ngọc Bích thích ăn cái gì đây ta? Hỏi chị hai. Chị hai thân với Ngọc Bích thế nào chị hai cũng biết. Mong được chị hai thế nào cũng sẽ hỏi này hỏi nọ, không biết được đâu. Làm sao giờ ta? Tiến ơi, con còn thức phải không? Dạ. Sao con thức khuya quá vậy con? Dạ. Dạ, con còn mấy bài, con định làm cho xong rồi mới ngủ. Ừ.
Thức khuya chắc con đói bụng lắm phải không? Muốn ăn gì không? Má đi lấy cho. Má. Ừ? Nhà mình còn tổ yến không má? Con muốn ăn tổ yến hả? May quá, hồi đầu hôm á, má có sai dì Tám chưng cho một thố. Ủa, hồi nào giờ con có thích ăn yến đâu? Giờ thích rồi phải không? Được rồi, má múc lên liền cho con. Dạ. Con đâu có nói là con thích ăn tổ yến đâu. Nè, trời, cậu làm gì vậy? Cậu buông tôi ra đi. Đợi tôi chút. Nè, ăn giùm tôi đi, lẹ lên. Cái này là gì vậy? Cái này là tổ yến chưng với hạt sen, bổ lắm đó, ăn đi. Thôi, cái này quý lắm, tôi không dám ăn đâu. Cậu ăn đi. Tôi không ưa ăn món này. Vậy mà má tôi cứ ép. Không ăn thì má tôi phiền lòng lắm. Cô ăn đi, ăn giùm tôi. Nè, ăn đi cho má tôi vui. Còn không ăn đúng không? Vậy tôi đem xuống bếp. Khổ quá à, ăn giùm tôi đi mà. Một lần thôi. Coi như cô giúp tôi đi, năn nỉ cô luôn á, ăn đi. Ăn đi. Vậy tôi ăn nha. Ừ. Ăn đi. Không có ai đâu, ăn lẹ đi. Có ngon không? Ngon. Ăn hết đi nha. Qua nói cho mà biết, không nghe lời khuyên của Qua, hối hận cả đời à. Cái thằng quắt con đó không phải là chỗ dựa vững chắc cho cuộc đời của em đâu. Ông nói gì tôi không hiểu. Mời ông ăn cơm. Bắt con kiến. Tôi la lên bây giờ đó. Ngọc Bích. Được. Ba. Ông ta có làm gì con chưa vậy? Dạ chưa. Con phải cẩn thận với ông ta nghe chưa? Dạ con biết rồi. Mà nói chuyện với Qua một xíu. Ông đi làm he, gì vậy? Đừng có vô ra. Trời ơi, buông ra. Trời ơi, con quỷ kia, đây là anh tao nha mày. Mày tính dụ dỗ anh tao hả? Em làm gì vậy? Vô trong nhanh đi, con Bích. Vô đi. Thôi mà. Em. Con quỷ. Con quỷ. Trời ơi, buông ra coi anh làm cái gì vậy? Ông làm cái gì vậy? Qua bắt con kiến. Tôi la lên bây giờ đó. Ngọc Bích. La cái gì? Mà mình phải làm sao đây? Làm cách nào để tống khứ con nhỏ nó ra khỏi cái nhà này mới được?